Chào các anh chị em. Hôm nay cây đây là cây hoa giấy đã ra hoa, hết hoa xong. Bây giờ mình cũng xin hướng dẫn cái cây như thế này để cho mình sẽ tạo hoa cho cái đợt tới. Thì sau khi đã hết hoa rồi thì cái cây nó cũng đã sơ sát những cành nhánh, vì hoa nó hết rồi thì cành nhánh của nó, lá của nó cũng đã rất là yếu, cho nên bây giờ là mình phải tạo cho cái cây để ra hoa mạnh mẽ. Và cách nào một cách ra hoa cách một kiểu mới bắt đầu để mình tạo ra hoa cho kiểu ra hoa mới này. Xin mời anh chị em cùng theo dõi. Mình phải có những cái dụng cụ như là than hay là kìm kéo cưa. Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cùng các anh chị em. Cây hoa này á, sau khi là hoa là nó còn có cái cành như thế này, thì giờ mình là muốn để cho ra hoa tiếp đó, là mình sẽ cắt đi, cắt bỏ hết những cái cành mà đã ra hoa. Vì cái cành nó ra hoa là đó là cái gọi là cái nụ nó còn lại những cái nụ hoa, cho nên là mình muốn tạo cho nó ra hoa tiếp thì mình phải cắt đi. Mình sẽ dùng vào cái phân